Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về thiết kế mẫu theo trực tiếp trên máy theo. Với model máy này, ta có thể thiết kế các mẫu mới dựa trên các mẫu có sẵn từ trong máy hoặc là từ bên ngoài. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ. Tôi lấy ví dụ đã đưa ký tự từ bên ngoài vào sử dụng ghép với mẫu hoa trong máy. Tôi lấy ký tự từ USB. Tôi chọn mẫu này. Sau đó tôi chọn một mẫu hoa, nhấn vào S, chọn mẫu này. Đây, tôi chọn mẫu số 9 và tôi kiểm tra bố cục. Thấy cái chữ nó hơi nhỏ, tôi thiết lập và tôi chọn chữ mà điều chỉnh cái size. Kéo lên đây, chọn cái chữ này nó xuất hiện và tôi chỉnh size đây. Nó tăng lên hết cỡ, bên đây là hết cỡ rồi. Rồi sau đó tôi chọn lại cái vòng hoa và tôi nhấn vào mô bên đây để cho vòng hoa nó nhảy vào giữa. Ok, như vậy ta đã có được một thiết kế hợp lý. Như vậy ta đã có được một cái tỷ lệ thiết kế hợp lý. Chúng ta có thể lưu mẫu này lại. Có hai nơi để lưu, đó là đây. Một là lưu trên phần cứng máy, hai là lưu trên USB. Lưu trên phần cứng máy thì nó tiện, nhưng mà do dung lượng chưa ít, do dung lượng của máy ít, và vậy chúng ta cũng rất hạn chế, không có lưu được nhiều. Lưu thứ hai là ta lưu vào trong USB. Thì do USB sử dụng là theo chuẩn của Reuters nên là tốc độ đọc rất nhanh, và thứ hai nữa là nó rất an toàn. Chúng ta nên tuân thủ những khuyến cáo các loại USB nên dùng cho dòng máy này. Chúng ta sẽ kiểm tra vị trí lưu của cái mẫu vừa rồi. Có tìm trong này, đặt trang, nó sẽ nằm ở đây. Rồi tiếp tục tôi tìm ở trong USB. USB thì nó không nằm ở vị trí bên ngoài thư mục chính của USB, mà nó nằm trong một cái thư mục tự tạo của USB. Thư mục này là thư mục do máy tự tạo. Tôi bấm vào đây và đây chính là cái mẫu ta vừa mới thiết kế. Thì với những cái mẫu này, cho dù ta chép vào trong USB, nhưng khi ta lấy ra ngoài máy tính thì máy tính không đọc được do cái format định dạng của cái file này nó khác, bên ngoài không đọc được, nhưng mà đưa vào máy theo Reuters thì đọc được. Đây là cái thiết kế và ta dùng một cái ký tự ở bên ngoài, một cái hình ở bên trong. Tôi sẽ thực hiện thêm một ví dụ nữa. Tôi sẽ kết hợp một hình có trong máy và một hình mẫu theo tôi lấy ở bên ngoài. Đầu tiên, tôi mở cái mẫu theo bên ngoài trước trong USB. Tôi chọn một cái mẫu chú gạch. Rồi sau đó tôi chọn một mẫu trên máy. Tôi chọn mẫu này. Như vậy trên này có hai mẫu, tôi sẽ điều chỉnh bằng cách chọn và di chuyển. Ta có thể xem trước hình dáng của mẫu theo. Nếu thấy chưa được, chúng ta tiếp tục ta
chỉnh bằng cách chọn là di chuyển đi. Khi ta chọn chỉnh như này thì trên này lại thay đổi do cái kích thước của này nó thay đổi. Còn nếu người ta chỉnh rồi mà thấy kích thước nó quá lớn, người ta có thể là chỉnh cái size cho nó nhỏ đi. Ta có thể chỉnh size của cái thỏ này cho nó nhỏ đi một chút. Đây cũng vậy, cho nhỏ đi. Nói chung là chúng ta có thể là tự chỉnh và thiết kế, hoặc có thể thêm ký tự ở đây cũng được. Ta thêm ký tự ở đây, ví dụ ta thêm ký tự là lấy bên ngoài đi chẳng hạn, ta thêm ký tự lấy bên ngoài đi, ví dụ chữ lúc nãy của tôi chẳng hạn, ví dụ vậy. Đây, ta thêm ký tự này, ta đưa lên đây. Rồi sau đó thì ta lưu lại, cũng có hai vị trí, một là ta lưu vào máy, dung lượng lớn thì nó chạy hơi chậm một chút, hai là ta lưu vào trong USB. Rồi giờ ta thoát ra để kiểm tra cái vị trí lưu của chúng ta, bấm vào trang cuối luôn. Đây chính là cái cây mới của chúng ta. Cái mới chúng ta sẽ nằm ở đây. Và cái thiết kế này thì nó phù hợp không lớn do kích thước tăng lên. Thêm nó thì không lớn. Như vậy, chúng ta có thể thiết kế trực tiếp trên máy nhờ vào cái hỗ trợ về bố cục điều chỉnh của máy NV800 này. Về ký tự có sẵn trên máy đã được nó được thiết kế khá chuẩn, đường theo rất đẹp, sắc nét, nên là khi chúng ta không có nhu cầu sử dụng nhiều phông chữ và không có nhu cầu sử dụng tiếng Việt thì chúng ta nên sử dụng các ký tự có sẵn trong máy. Để USB nâng chữ, chúng ta cần sử dụng USB đã được Reuters khuyến cáo sử dụng cho dòng máy này. Ta xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.